Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa, với sự tham gia của hai MC vô cùng dễ thương, chính là Thanh Trần và thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A. Xin chào Thanh Trần và rất vui được gặp lại quý vị của Chat với mẹ bỉm sữa. Nha ơi, ngày hôm nay chúng ta lại thêm một lần nữa được lắng nghe nhiều câu chuyện, thỏa mãn rất nhiều chuyện của chúng ta. Chị không biết là chuyện nó hấp dẫn tới đâu, nhưng mà chị nghe cái giọng của em là nó cực kỳ hấp dẫn và thu hút rồi đó. Vâng, và sau đây xin mời bà mẹ bỉm sữa ngày hôm nay của chúng ta. Wow. Có con nhỏ mà vậy tự nhiên chị muốn tụt xuống ghế này ghê luôn á Thanh Trọng. Xin chào mọi người, em tên là chị Hoàng Tường Linh. Em 27 tuổi, hiện em đang kinh doanh tự do và có một bé được 5 tháng rưỡi. Em... Ủa giọng chị nó không có giống như giọng em, giọng vậy luôn ha. Thì ngộ lạ. Dạ. Chồng là hồi trước thì giọng của em rất là trong. Có nghĩa là đây không phải là giọng nguyên thủy của em. Dạ không phải. Dạ. Em bị đổi giọng sau khi em sinh em bé xong. Tự nhiên nó đàn ông hẳn. Nó đàn ông hẳn. Nó đàn ông hẳn. Em tưởng Đàm Vĩnh Hưng đang nói chuyện với mình không luôn á chị. Tức là không phải một mình chị và bạn nhầm mà còn rất là nhiều người nhầm nữa. Ví dụ như em đi em book Grab chẳng hạn. Thì alo, 5 giây sau, ủa anh ơi anh đặt Grab phải không? Em cũng, anh đặt Grab em. Anh đặt Grab em. Và riết rồi em thấy chuyện đó bình thường chị. Bây giờ em riết em làm quen với việc đó luôn. Nhưng mà riết thì nó mới bình thường. Chứ ban đầu thì nó làm sao? Nó hơi sốc. Em có bầu khoảng 3-4 tháng thì cái giọng nó sẽ nó đã bị như thế này rồi. Nó nặng hơn. Có nghĩa là chưa sinh đó hả? Tức là em đang mang bầu rồi nó đã bị rồi. Là đã bị rồi, chưa sinh là đã bị rồi. Thành, tỉnh không em? Tôi thấy em đơ vậy. Ôi, gì sao tự nhiên từ lúc chị đẻ ra xong chị bị biến thành một như người đàn ông bị... từ chất giọng cho đến... Em bị xa đó em không biết nhưng mà lại loại như là rất là lạ. Bây giờ đầu tiên là khi mà chị bắt đầu mang bầu á, cái kỷ niệm nó xảy ra như thế nào? Lúc đó là cảm giác như thế nào sao? Đầu tiên là khi mà mang bầu thì chưa biết đâu. Đó là ngày đầu tiên thì nghĩ là mình bị đau bao tử. Tại vì em thấy em mắc ói, cực kỳ mắc ói. Dạ. Và em không thèm thịt, chỉ thèm rau thôi. Bình thường em rất thích ăn thịt. Thịt bò nướng ở mấy cái chỗ mà mình hay đi ăn đó. Mình có thể không tả được không? Đồ ăn đó. Em dừng lại. Ủa chị thèm á chị? Thì nói chung cũng bị kích thích. Kiểu như em đau bao tử. Cái xong bắt đầu là em mới lén lấy thuốc của mẹ em là thuốc gia truyền đau bao tử, đau bao tử mắc ói đó, cái em lấy em lén uống thì em không thấy hết, em thấy hơi đau đau rêm rêm bụng. Cái xong mà em bị trễ chục ngày hơn chục ngày. Rồi em uống nước dừa, tại em nghe đồn uống nước dừa thì nó sẽ ra. Có nghĩa là em vẫn không hề linh cái biết. Chuyện đó tới cái việc mang thai. Em không hề biết tại sao mình có chồng thì mình phải nghĩ ra cái chuyện mang thai. Em có bầu trước khi em cưới. Thành ra là mình có quá nhiều lý do đủ tự tin để uống thuốc đau bao tử. Đầu tiên là em đi, em với bạn trai em đi khám bệnh. Không phải khám ở bệnh viện mà là khám một thầy lang ở Đồng Nai. Cuộc đời bạn này sử dụng thuốc cái gia truyền đi khám rồi. Ở thầy lang. Đó ông thì ông có khi nào đẻ đi chăm cứu luôn chị. Không. Từ rồi sao? Đó, sau đầu là thầy lang phán là em có khả năng bị vô sinh. Thầy nào mà thần thánh vậy? Cái là mình chồng tự tin hẳn. Yếu luôn, cái là hai đứa có khả năng là sẽ không có con luôn. Wow. Cái xong buồn lắm. Thì nghĩ là bây giờ nếu mà không có con thì lấy nhau thì cũng kỳ. Tại vì em quan niệm là có chồng phải có con. Yeah. Có con thì mới vui nhà chứ hai vợ chồng lấy nhau không có con buồn lắm. Yeah. Cái đó em suy nghĩ là chắc mình phải tìm cách để có con xong rồi mới cưới. Yeah. Chứ tụi em làm liên tục, Ê khoan cho hỏi lại cái đoạn này nè. Cái đoạn mà làm liên tục của em á là vì biết là mình không có con cho nên kệ nó hay là làm để có con, để làm liên tục để có con và để cưới nhau. Em tưởng đâu là nghe tin là bị vô sinh xong tôi phải đóng tranh lại đó, tôi thấy vậy tôi xả cửa tôi làm. Rồi sau đó rồi sao? Tại vì em nghĩ mỗi người đều có. Đó là lý do bắt đầu uống nước dừa và uống thuốc. Đúng rồi, là quay lại đó ha. Ừ. Uống nước dừa uống thuốc thì vẫn không thấy có kinh mà vẫn thấy đau bụng. Cái đầu em mới nghĩ đến cái việc hay là mình có bầu ta. Wow, lúc này mới bắt đầu nghĩ ra. Lúc này mới nghĩ ra. Cái em mới đi mua thì em cũng không biết mua sao thì vô thuốc thì mua, thì là mua hai loại thì mua có loại 15.000 chứ không phải 10.000, tức là mua hai loại luôn. Cái mua hai cái về thử thì em thử thấy lên nhanh hai vạch lắm, lên nhanh em, luôn mà đậm không đó vậy? Là đậm đầu không? Tiên em thử thực chất đó là đầu tiên em thử còn lần trước em thử cái que 10.000 nó bị ngược cái đầu nó cơ. Cái em lấy cái que 15.000 em thử một lần đó là lý do mà mua hai que. Em thử lần nữa thì nó ra hai vạch thì em cũng chỉ nghe là hai vạch là có bầu. Em cũng hỏi lại bạn em gọi thoại hỏi em mày giờ hai vạch sao mày, cái nó kêu hai vạch nó có bầu đó mày. Cái xong rồi em cũng chắc có bầu đó, xong em gọi điện cho chồng em, rất là bạn trai của em, thì bạn trai em nó dạ giọng rất là nghiêm túc tại vì đã nghĩ là vô sinh rồi nhưng có bầu.
Thế là phải gặp nhau nói chuyện. Trời ơi sao tràn đầy biết. Nó rất là ly kỳ chị. Cái bắt đầu là quyết định đi khám bệnh, đi khám thử coi sao. Thì là em có bầu được 6 tuần rưỡi. Rất là vui. Vui hả? Vui đúng không? Tại vì hai đứa đang chờ là có bầu là cưới. Dạ yeah. Nhưng mà tại vì anh còn đang ở trong một cái lấn cấn gì. Em nghĩ là đang sốc tâm lý. Ủa mình đang bị yếu yeah. Giờ mình đang bị vô sinh rồi. Sao tự nhiên vợ mình có bầu được mà có bầu với ai? Vậy tại đàn ông suy nghĩ vậy mà. Đúng rồi, tại sao chị phải hỏi tới đây? Tại vì thực ra cái phản ứng của đối phương trong cái câu chuyện mà chúng ta thông báo về việc là mình mang bầu á, trên thực tế là nó ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến cái đến tâm lý của người mẹ. Và người mẹ có thể tự suy diễn ra rất nhiều việc và có thể tự cho rằng là mình bi kịch hoặc là mình không tin vào mối tình, vào mối quan hệ này nữa. Điều đó nó ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi. Nhưng mà các bạn đã có một cái kết rất là đẹp và sau đó đám cưới đã diễn ra. Đúng rồi chị. Lúc đó là em mang bầu mấy tháng thì chị đám cưới? Lúc đám cưới em mang bầu 4 tháng. Wow. Là em leo bà nà hiêu em chụp hình đó chị. Chị giống em nè, em 4 tháng xong leo lên bà nà hiêu em chụp hình cưới luôn đó. Rồi cưng ha. Dạ. Trời ơi, khỏe lắm, lúc đó bụng em nhỏ xíu rồi đúng không? Bụng chị lúc đó nhỏ xíu. Bụng em xẹp lé không phải. Bụng nhỏ xíu rồi chị, mà lúc đó là chị cưới mà có ai biết chị có bầu không, có sợ gì không chị? Tức là chị có mỗi cái đứa mà em gọi điện em mày hai vạch là có bầu phải không, đó là nó biết rồi đó. Dạ. Còn đâu là không ai biết hết. Chồng em vẫn chăm sóc em một cách lén lút. Chăm sóc một cách lén lút. Tại vì khi mà chưa lấy nhau thì em vẫn ở nhà em. Dạ. Chồng em vẫn ở nhà chồng em. Rồi. Đó thì cứ lén lút là hai đứa đi chơi bình thường. Yeah. Em ăn chay thì vẫn cho em ăn chay. Sao chị ăn chay? Tại vì không thèm thịt nữa mà thèm rau thôi. Đổi khẩu vị đó. Trong quá trình chị mang thai chị chăm sóc là chị chỉ ăn chay chứ không ăn thịt. Thực chất là em ăn trái cây, ăn đậu, ăn trứng rất là nhiều. Wow. Yeah. Em chỉ lên có gần 6kg. Nhưng mà con em là 3.9kg. Wow, cực kỳ chất lượng. Vậy cái ngày mà đón cái anh 3.9kg đó ra đời nó như thế nào? Ghê lắm chị, nó rất ghê, nó cũng ly kỳ che như câu chuyện đầu của em. Em đi khám bác sĩ, em theo một bác sĩ ở bệnh viện. Thì bác sĩ đoán là em tầm, con em tầm 3.4kg. Tức là có thể sinh thường, em quyết tâm sinh thường. Cái ngày mà em bị đau bụng là 12 giờ đêm. Đến tầm 4 giờ chiều thì bắt đầu mở được 9 phân. Bình thường 10 phân là bác sĩ cho đi sang rồi. Nhưng mà mở 9 phân thì bác sĩ lúc mà khám thì không thấy đầu em bé. Tức là đầu em bé không tụt xuống. Phải tụt xuống thì mình mới có thể sinh được, sinh thường được. Thế là phải đẩy đi mổ. Tại em suốt một ngày em không ăn, không uống gì rồi. Đi mổ thì lo ra em bé 3.9kg. Lúc đó em cũng mệt. Thực chất nếu mà em sinh thường thì em chịu không nổi. Tại vì từ 12 giờ đêm đến 4 giờ chị nghĩ thì không được ăn, được uống gì luôn. Tại vì em không có sức để ngồi, để lên, rất là đau bụng. Ra thì em để mổ không biết cảm giác đau đớn là gì luôn. Chị không biết là cái gì mở, mấy phân cái gì, em đẩy vô trong đó xong rồi mổ. Mà đã vậy em còn không có chịu được cái thuốc tê á. Em vẫn cảm thấy đau, người ta banh bụng, vẫn cảm giác xong cuối cùng chụp thuốc mê, cuối cùng không biết gì luôn. À, cái này là giống em. Không đáp ứng tê. Đúng rồi, tức là cái nó ly kỳ đến độ là em như kiểu em sinh hai lần, tức là sinh thường và sinh mổ. Em đau vì sinh thường. Mà cuối cùng không sinh thường được. Được, ra qua sinh mổ thì khi mà gây tê rồi em vẫn thấy đau. Cái bác sĩ gây mê cho em luôn. Đó là khi mở mắt ra thì em thấy em nằm trong căn phòng, rất là nhiều người nằm xung quanh. Sinh xong là thấy vậy đó. Chị mở mắt ra là hút đó chị đang trong phòng phải không? Đúng em rồi. Mở mắt ra là lúc đó em vẫn còn đang trong phòng mổ. Mà em nghe cái gì mà xù màu gà đó. Đúng rồi, xù màu gà. Trời ơi, gì vậy, đi đẻ sao phát hiện bị xù màu gà. Chết rồi. Xong rồi cái cuối cùng mới biết là hai bác sĩ ngồi nói nhau. Đúng rồi chị, xù màu gà đó, cái bà đó bị 75 tuổi bị xù màu gà. Em chữa nè, có nghĩa là đang nói về chuyện khác mà tự nhiên em mở mắt nghe đúng khúc đó, em nghe đúng là xù màu gà đó. Ôi đi đẻ mới phát hiện bị xù màu gà, chết rồi, sao rồi, trời sao. Em đã hồi tỉnh trong một trạng thái bấn loạn vậy anh hả? Em hết luôn á chị. Lúc mà chị sanh bé xong đó, chắc là chồng chị là chăm sóc hai mẹ con rất là nhiều đúng không chị, chứ rất là thông cảm cho mình nữa. Cũng sợ là em bị stress. Dạ. Cũng sợ là em bị sốc nhiều thứ. Cái gì cũng kêu không sao đâu em. Cái đó là cái câu cửa miệng là đẻ xong rồi hết em. Thực sự trong lòng em lại cảm nhận được thêm một câu nữa là đúng. Đó là lấy chồng làm việc rất là quan trọng. Để mà xài những lúc này. Đúng rồi, xài những lúc này nè chị. Lúc này mình rất là xấu là một nè. Tâm linh rất là bất ổn. Đúng rồi. Nếu mà không một người mà thực chất là yêu thương mình. No. Chịu đựng được mình những cái lúc mà mình bị điên, như em thích này thích kia, thích vơ vẩn rồi em khóc, kiểu như hồn nhiên mà thích khóc, thích cười là cười như vậy thì chắc không chịu được. Dạ. Còn thêm một vài cái nữa là bị mọc râu và mọc lông chân, mọc một bên thôi. Tức là mọc râu và mọc lông chân một bên. Là mọc râu đầu tiên em tưởng là em sờ em thấy nó kỳ kỳ, cái soi gương thấy nó dài được khúc vậy nè. Cái này là em nói thiệt chứ không phải là em thêm gì đâu, mà là em nói thiệt. Dài được khúc vậy nè. Đó, cái xong rồi nó vài ngày sau thì nó nhiều thêm. Chị lại đang chờ đợi cái câu là nó rụng đi. Nó không rụng, không. Nó chưa rụng. Đây là nó vẫn đang mọc. Thì đến tháng thứ 8 thì nhìn xa là cũng thấy hơi rõ. Như là phút được rồi vậy nè. Nhưng mà nó chọn ở chỗ này thôi. Chị đi khám bác sĩ không nói vậy chị hay là làm sao? Đi khám thì bác sĩ nói là
chưa bao giờ gặp trường hợp này. Người ta kêu là có thể là em bị rối loạn nội tiết hay gì đó. Thì có cái hormone thì lại là như là hormone nam nó mạnh hơn, cái thành ra nó hormone nữ nó bị chìm xuống. Cái em mọc râu rồi mọc lông rồi giọng em khàn rồi em mọc mụn. Thì đúng rồi, nhiều người bị nổi tiết thì là nổi mụn thì đúng, mà mọc râu là lần đầu tiên em thấy luôn đó. Dạ. Em có chụp cái hình lại luôn, hình râu để làm kỷ niệm luôn. Có luôn. Kỷ niệm luôn. Có kỷ niệm luôn, tại vì em nghĩ là chắc bác sĩ kêu là sau này nó biến thái đó ta. Tự nhiên nó mọc râu rồi nó mọc lông, mà mọc lông có một bên thôi. Dạ. Em ở bên chân phải. Còn trái em không mọc. Chồng chị thấy vậy là có nói gì không chị? Thì cũng chắc không sao đâu, em đẻ xong hết à. Tức là cái mặt thì cũng sượng sượng, cũng nghi ngờ lắm. Không biết nó có hết không ta. Vậy đó. Nhưng mà thì cũng chồng động viên rất là nhiều. Tại vì chồng em thì học tâm lý, cực kỳ thông cảm và cực kỳ chiều em. Tức là em khi em thoát ra khỏi cái giai đoạn đó rồi, em mới thấy là trời ơi, chồng mình thật là siêu nhân. Wow. Tức là bản thân em thấy chắc mình không chịu nổi mình đâu. Em rất là khó tính nha chị. Đầu tiên là em không biết ăn hành. Thì bình thường là ăn hành thì mình vớt ra thôi. Nhưng bây giờ khi mà em, lúc em có bầu và lúc em sinh xong, thì một cọng hành em cũng khó chịu. Em cành em bắt đổi cái tô khác, chứ em không có chịu ăn cái tô đó nữa. Và nhiều cái nó rất là khùng điên. Ví dụ như là đang nằm đêm tối vậy đó, cái em khều khều, cái em khóc. Ủa khều khều là sao chị? Tức là đang chồng nằm kế bên em, nó ngủ rồi. Khều khều. Nó ngủ rồi. Không, em khóc ghê hơn. Em khóc giàn rụi nước mắt luôn. Chị đã thấy chị ghê lắm rồi đó em. Em khóc. Cái chồng hỏi sao khóc, em muốn khóc vậy đó. Mà chị khóc trong cái giọng đàn ông như vậy luôn á chị khóc thật là... Em tả một cái trường hợp mà chị không biết nó là chính kịch hay hài kịch luôn. Không có bè mà. Tôi cũng nói chuyện nhưng mà nó không nên hơi, tại vì giọng nó bị tâm lý em rất là bất ổn, cực bất ổn luôn. Đã đi nhìn lại bắt đầu về nhan sắc, về mọc râu. Trời, có về lại như cũ không? Bi kịch lắm đúng không em? Tức là rất là nhiều cái, tại vì em bị quá nhiều thứ. Giả sử một lần nữa điều này nó lặp lại với một đứa con thứ hai, em thấy sao Linh? Em đã từng nghĩ chắc đèn lần cơ má ơi. Chị Nha có thấy là bình thường khi mà những người mà có bầu rồi á thì cơ thể thay đổi xấu xí hay là mập ra gì đó, người ta đã đủ stress rồi, nhưng mà đối với chị đây là còn hả mọc râu rồi biến đổi giọng nói. Đúng. Thì người ta còn có thể bị stress trước và cả sau sinh nữa. Chính xác. Dạ, thì nếu như mà chị Linh đó mà như vậy thì chúng ta phải làm như thế nào để cho thoát khỏi cái suy nghĩ stress như vậy? Phải nói đoạn này đó là tôi đang đón nhận một cái trường hợp mà bạn rất là tư duy tích cực, đủ sự chủ động á. Thì chúng ta sẽ không đổ thừa. Chúng ta hay bị rơi vào một trạng thái là tại vì tôi mang bầu cho nên là tôi mới bị như thế này, và điều này nó làm cho bà mẹ bị căng thẳng nhiều hơn, và cái thứ hai là họ chìm đắm vào trong cái nỗi đau đó mà họ không thoát ra được. Nếu như mà họ gọi là họ không chủ động thì họ khó để tìm kiếm những cái sự giúp đỡ từ xung quanh, từ chồng, từ mẹ, mẹ ruột, mẹ chồng, từ nhiều mối quan hệ khác, và điều này nó đẩy bà mẹ rơi vào những cái tình trạng nó nguy hiểm. Và nó đã có trong thực tế, ví dụ như họ trầm cảm ở mức độ nặng và có thể họ chọn những cái cách hành xử rất là tiêu cực cho họ và cho cả con họ nữa. Cho nên trong câu chuyện này thì chị nghĩ là như vậy. Thì với cái chương trình ngày hôm nay thì chị chỉ hy vọng là khi phát sóng á, cái người đầu tiên nghe đó là các anh chồng thôi, để các anh chồng phải hiểu là người tác động nhiều nhất rồi đó. Cái người một đó là tạo ra kết quả, nhà đầu tư trực tiếp. Hai đó là cái người phải chịu trách nhiệm về quá trình chăm sóc sản phẩm cùng với vợ mình, phải là cái người mà tạo ra được cái gọi là cái sự an ủi đó đầu tiên và minh chứng rõ nhất thì mới có thể giúp đỡ cho em phụ nữ. Một cái chuyện mà hơi bị khó nói một tí xíu, như là chuyện mà vợ chồng kiêng cữ trong lúc sinh và sau khi sinh đó, thì chị thực hiện nó như thế nào? Chính là em như kiểu là em bị đơ á chị. Em bị lãnh cảm. Em mới nói thẳng với chồng em luôn, tại vì em là một người hay nói thẳng. Dạ. Tại vì mình phải chia sẻ thẳng với nhau thì mình mới dễ giải quyết vấn đề. Dạ. Em nói thẳng với chồng em, bây giờ hai đứa mình là hai đồng chí đi. Tình đồng chí. Em chuẩn bị sẵn tâm lý. Em nói luôn, em nói anh bây giờ mình tình đồng chí đi, chứ em nghĩ là chắc em bây giờ em thua rồi đó. Anh có khuấy động cỡ nào thì em vẫn thua rồi đó. Khuấy động Mình tình đồng chí đi. Cái chồng em cũng ok. Và chồng em cũng rất là biết, tức là cũng nghe và cũng tiếp thu, cũng hiểu. Ok, tình đồng chí trong 9 tháng thôi nha. Đó. Còn sau đó thì nếu mà em có gặp vấn đề gì thì anh sẽ giúp em. Tại vì chắc chồng cũng nghĩ được là nó sẽ bị ảnh hưởng sau khi sinh một chút xíu. Bắt đầu là chồng em cũng nói là ok, không sao đâu em, bình thường. Và lúc nào cũng ổn định tâm lý cho em. Tức là em sẽ có suy nghĩ là hay là có bầu bên ngoài ta. Tại vì cái này là rất rất là nhiều trường hợp xảy ra như đúng. Vậy thì chồng em cũng nói thẳng với em luôn, và cũng đưa cho em cả giờ lịch làm việc rồi cả định vị của chồng em luôn. Tin không em? Tin không em? Tin tới mức đó mà không tin nữa thì thôi luôn. Quá tốt rồi. Và rõ ràng ngay chỗ này tôi phải dừng lại để tôi nhắc các anh thật ra niềm tin đừng có hứa, làm đi.
Niềm tin là thứ phải chứng minh, cho nên đó, không nói gì nhiều, đừng có nói, đưa hết lịch làm việc đây, định vị đây, muốn làm gì thì làm, tự nhiên người ta tin, đúng không? Dạ. Đó. Và em cũng nói cho em là anh có thấy em xấu không? Cái chồng em không nói gì hết. Chồng kêu là người nào thì cũng phải có những cái giai đoạn như thế này thôi. Anh thấy bình thường. Em sẽ qua được cái giai đoạn đó. Và khi đi cà phê với bạn hay đi bất cứ đâu, chồng em vẫn lôi em đi theo. Ý là không xấu đâu. Dạ. Anh thấy là bình thường lắm. Anh vẫn tự hào khi đứng cạnh em. Wow. Cái là điều rất thấy rất hạnh phúc. Rồi. Thì em vẫn thấy là mình bị lãnh cảm. Thứ nhất là như vậy. Đúng vậy thì luôn. Chồng em cũng tìm hiểu và cũng mua thuốc cho em uống. Anh mua. Chồng em mua. Em đừng nhìn chị bằng ánh mắt thèm thuồng như vậy. Trời ơi. Ủa mà thuốc đó là thuốc sao chị? Thuốc nó điều trị cho cái hormone của mình hả? Tức là bác sĩ phán là em bị rối loạn tâm lý và bị rối loạn sinh lý rất là nặng. Dạ. Nội tiết rất là nặng. Chồng em mới tìm hiểu thì có biết là có một cái loại sâm thì cũng mua cho em uống. Bắt em uống, canh em uống, tại vì em hay lười uống thuốc lắm. Wow. Canh em uống rồi tự nấu sữa đậu nành cho em luôn. Wow. Tức là các biện pháp gì mà thấy mà tốt cho nội tiết, rồi chăm sóc da, mặt nạ nọ là chồng em làm cho em hết. Chị có cảm thấy trong cơ thể chị thay đổi không? Đó là... Tức là lúc mà làm như vậy thì nó cũng, thực ra là nó cũng có thay đổi nhưng mà nó không thay đổi nhiều. Tại vì em bị nặng thì nó phải có thời gian thì nó mới thích nghi được. Sau đó thì chồng em bảo bây giờ anh sẽ điều trị tận gốc cho em thêm biện pháp nữa. Chồng em bắt em coi phim. Bắt coi, hai vợ chồng bắt ngồi coi. Hai đứa ngồi coi như coi phim hoạt hình. Thực chất là em lúc ngồi em coi có quay qua. Em nói với chồng em là anh ơi em coi như coi phim hoạt hình vậy đó. Em cũng nói luôn. Tại vì bình thường là em có gì nói đó, em rất thẳng thắn. Dạ. Anh ơi giống coi phim hoạt hình quá anh. Mặt em đơ và không hề có một cảm giác gì. Không biết chắc nó bị nặng rồi đó. Cây cũng ráng ngồi coi với em, hai đứa ngồi coi. Bắt đầu là vừa uống sữa và vừa uống sâm rồi vừa coi phim hoạt hình. Bắt đầu là em cũng có biến chuyển. Là bắt đầu em chạm vào người chồng em. Rồi có cử chỉ âu yếm là cũng thấy có xíu xíu cảm giác. Chắc mình bớt đàn ông rồi đó chị. Đó là lúc đó em thấy là chắc bớt đàn ông rồi. Bắt đầu là thấy từ 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 từ. Chắc khoảng mấy tháng á. Mấy giờ chúng ta hình như đã bỏ qua đứa bé thì phải. Chúng ta đã để ý quá nhiều vào người chồng, chúng ta bỏ qua đứa bé rồi. Bà mẹ có quá nhiều trải nghiệm. Đúng rồi. Mà bạn không, thực ra là đúng là chúng ta hơi xa đà, nhưng mà Thanh với lại Linh biết không, quả thật là nếu như mà người mẹ có quá nhiều vấn đề á thì nó ảnh hưởng một cách trực tiếp đến cái việc chăm con. Ở đây không phải là chúng ta không yêu con, mà bởi vì đơn giản đó là bản thân tôi đang phải đối diện với quá nhiều vấn đề của mình. Và để có thể toàn tâm toàn ý để có thể đón nhận cái việc chăm con như một niềm hạnh phúc, nó là một thử thách đó. Nó là một thử thách và nó rất dễ bị dư luận đánh giá theo kiểu tại sao không yêu con, bỏ bê con, chỉ biết lo mình. Đôi khi dư luận cũng khắc nghiệt và nó đẩy bà mẹ vào những cái chỗ mà khó được sẻ chia. Thì lúc mà chị chăm con có gặp những cái chuyện gì khó khăn khiến cho chị còn áp lực nhiều hơn nữa? Tức là sau cái việc có bầu và có việc sinh con thì em thấy là em vô cùng may mắn. Từ mẹ chồng cho đến mẹ đẻ, cho đến ba chồng, cho đến ba đẻ của em luôn, đến chồng em luôn, cực kỳ chăm lo cho em. Cái gì em cũng không biết, cái gì cũng thấy là cái này làm sao ta. Cái việc mà thay tã cho con, rồi việc tự nhiên nó khóc mà không hiểu lý do tại sao nó khóc, tại vì nó không nói được. Nó khóc hay là nó bị đói, hay là nó tè ra bỉm rồi hay sao đó, em cũng không biết. Cũng hỗ trợ rất là nhiều cho chủ yếu là tâm lý. Tại vì cũng sợ là mình sau sinh rồi mình bị này bị kia, rồi ở mình kia với con rồi đủ thứ. Thành ra là cũng rất là sợ em bị stress. Tức là khi em nhìn thấy mọi người xung quanh em yêu thương quan tâm đến em, tự nhiên cảm thấy bớt tủi thân rất là nhiều. Thấy mình mình không có mình. Cái lạ lẫm kia nó chỉ là cái ban đầu thôi. Mình có người hỗ trợ, mình sẽ quen với việc này, sẽ làm tốt. Còn như kiểu lúc em là người chăm phụ vậy đó. Còn tất cả mọi thứ là em là hoàn toàn là ông bà. Dạ, thì khi mà nghe câu chuyện của chị Linh, em cảm thấy là chị là một người rất là may mắn. Về cơ bản em thấy hài lòng. Ngày hôm nay em sẽ nói về những thứ không cơ bản như thế nào với chồng mình. Có đôi lúc, thực chất em nghĩ chắc là anh không chịu đựng nổi. Em biết. Tức là em thấy là luôn luôn là nhịn em, luôn luôn là chiều em, nhưng mà có lúc em thấy anh nổi sùng lên, nhưng mà không có nổi sùng mặt em, mà lén đi đâu làm gì đó không biết. Em chỉ muốn nhắn với chồng em là nếu mà có bất cứ việc gì thì cách tốt nhất là nói thẳng với nhau, nói thẳng tất cả, đừng giấu gì hết. Khi mà nói thẳng thì mình mới giải quyết được. Tại vì đã là vợ chồng với nhau thì phải hiểu nhau, phải thẳng thắn với nhau là cách tốt nhất để có thể hai người có thể xây dựng gia đình hạnh phúc. Ok, thực ra thì với câu chuyện của Linh ngày hôm nay, chúng ta nhận ra rằng là
bạn ấy có quá nhiều sự may mắn giống như là Thanh đã nói. Tuy nhiên thì tất cả chúng ta đều phải đối diện với những câu chuyện của riêng mình. Bạn Linh nhận được một sự hỗ trợ của nhiều người xung quanh. Tuy nhiên bản thân bạn ấy cũng sẽ đối diện với rất là nhiều thứ mà phải có một cái tinh thần, phải có một cái nội lực rất là vững vàng mới có thể vượt qua. Và như vậy thì mình nghĩ rằng là ngày hôm nay Trái Với Mẹ Bỉm Sữa chỉ muốn nói một điều thôi, đó là những mối quan hệ xung quanh các bà mẹ hãy là những mối quan hệ tích cực, bởi vì ở đó bản thân bà mẹ sẽ được hỗ trợ cực kỳ nhiều. Và khi họ được hỗ trợ thì cái lợi tức không phải một mình họ hưởng, mà đó sẽ là có một đứa trẻ hưởng và sau đó là một gia đình được hưởng. Vâng, em xin cảm ơn lời khuyên của chị Nhi A. Chúc cho gia đình của chị Linh luôn luôn là vui vẻ, hạnh phúc, đứa bé sẽ lớn thật là khỏe mạnh nha. Dạ, thì ngày hôm nay chương trình Chấp Với Mẹ Bỉm Sữa đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.